Sau gần một năm thi công, nhà thiếu nhi huyện Bảo Lâm đã hoàn thành gần 50% khối lượng công trình. Đây là dự án nhà thiếu nhi đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng được đầu tư từ ngân sách tỉnh. Sau khi hoàn thành, sẽ đáp ứng nhu cầu học tập vui chơi cho trẻ em trên địa bàn. Công trình được xây dựng trên diện tích 1.850m2, quy mô một tòa nhà chính cao 2 tầng, với các hạng mục như cổng, hàng rào, đường nội bộ, hệ thống cây xanh và thảm cỏ, nhà để xe, khu vui chơi giải trí, nhà vệ sinh, sân khấu cùng các trang thiết bị hoạt động, đồng thời có một bể bơi để phục vụ việc học bơi cho trẻ khi hoàn thành. Đến nay công trình đã giải ngân hơn 50% vốn và đạt gần 50% khối lượng. Dự kiến năm 2023 sẽ bàn giao đưa vào sử dụng. Để công trình đảm bảo thời gian qua, lãnh đạo Ủy ban nhân tỉnh Lâm Đồng thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công để nhanh tiến độ. Bởi đây là công trình nhà thiết nghi đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng được xây dựng từ đây sẽ tiếp tục nhân rộng ở các địa phương khác nhằm đáp ứng nhu cầu học tập vui chơi giải trí hoạt động thể dục thể thao và đào tạo kỹ năng cho trẻ em